Odegaard. Mức lương 6. Chiều cao 1m78, cân nặng sau 8 kg, thì nhỏ, chân thuận, trái 5 và phải 4. Cầu thủ này có 5 sao kỹ thuật. Một cầu thủ rất giàu kỹ thuật. Martin Odegaard được mệnh danh là thần đồng của bóng đá Na Uy. Và trong in game thì bộ chỉ số cũng như của anh thể hiện rất rõ. Chỉ số góc của anh có tránh sai chân thuận, tinh tế, kín tạo và qua người. Anh có thể thi đấu tốt ở vị trí RW và cam. Điểm mạnh của Odegaard là khả năng dê dắt bóng và giữ bóng rất tốt. Tiếp theo là tầm nhìn cũng như phản ứng. Đây là một cầu thủ có AI rất thông minh trong game và giàu kỹ thuật. Chúng ta sẽ test anh ở vị trí chạy cánh, tiền đạo cánh. Chúng ta sẽ để sẽ nách tuyến phòng thủ trận thông thường chạy chỗ xu hướng công 3 thủ 1. Odegaard được Madrid cho các đội bóng mượn Visser hay là Shin Sudan. Và đội bóng nào thì anh cũng phát huy được khả năng của mình. Vì vậy Odegaard đang được liên hệ để trở về Madrid thi đấu cho Real Madrid, chinh phục La Liga, đấu trường thêm một châu Âu. Trong in game thì Rat có một ngoại hình tối đẹp, mái tóc vàng. Rat không cao to, thể hình của anh là vừa vặn, thậm chí với một chiều cao 1m78 thì hình đó, chiều cao đó là cũng thấp so với châu Âu. Tuy nhiên thì Odegaard đang còn nhiều cơ hội để phát triển. Thuật của anh là rất ấn tượng. 5 sao kỹ thuật ngay ở level 1 thể hiện được phẩm chất kỹ thuật của cầu thủ này. Odegaard có lẽ là tài năng trẻ sáng giá nhất mà bóng đá Na Uy đang sản sinh ra. Dáng chạy của anh nhìn rất giống siêu sao Cristiano Ronaldo. Chắc chắn sau khi CR7 rời khỏi Bernabeu thì các Madridista đang rất nhớ về anh. Và việc thay thế CR7 ở Bernabeu đang được diễn ra rất gay gắt. Real đã quyết tâm chiêu mộ rất nhiều tài năng trẻ, chưa ai có thể đáp ứng được. Tuy nhiên họ chưa sử dụng tới tài năng do chính mình đào tạo ra, đó là Martin Odegaard. Anh hoàn toàn có thể khỏa lấp được vị trí của CR7 trong lòng fan hâm mộ nếu như được trao cơ hội. Như đã nói, phẩm chất của Odegaard chính là kỹ thuật, khả năng dê dắt bóng, giữ bóng cực kỳ tuyệt vời. Anh có thể gọi là một sự pha trộn giữa Messi và CR7. Thay. Táo bạo. Thấy là Odegaard cầm bóng rất chắc. Khả năng xoay trở đỡ bóng là điểm mạnh của Gat. Ngoài ra thì Gat có khả năng kiến tạo rất tốt, như khả năng đi bóng và dứt điểm ghi bàn bằng hai chân là rất tuyệt vời.
với việc trở về Real thì khả năng cạnh tranh của Odegaard với những cầu thủ còn lại như Vinicius, Rodrigo, thậm chí là Luka Jovic cũng rất gian nan. Real cũng đang sở hữu rất nhiều những ngôi sao tấn công chất lượng, trẻ giàu tiềm năng. Tuy nhiên với bóng đá Na Uy thì Odegaard thật sự là một tương lai của đội tuyển quốc gia này. Và đã rất lâu rồi Na Uy chưa sản sinh ra được một siêu sao đích thực. Trong một trận đấu gay cấn thế này thì Real Madrid cũng không thể hiện được nhiều. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy được những phẩm chất bởi cầu thủ này qua khả năng anh xử lý bóng. Đánh giá cho Odegaard ở phiên bản hiện tại thì sẽ chấm anh mức điểm 7 trên 10. Tuy nhiên cập nhật số tốt hơn thì Odegaard có thể sẽ trở thành một trong những cầu thủ rất đáng dùng của các bạn. Biệt là sau Rodriguez ngày tới. Thật khó khi mà yếu tố handicap xuất hiện. Đối với những tem yêu thích câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha thì việc sử dụng Odegaard trong đội hình rất hợp lý. Đây là một cầu thủ dành cho tương lai. Mặc dù ở ngoài đời thì hiện tại anh thi đấu rất tốt rồi. Mạnh của Odegaard là khả năng dè dặt và kín tạo. Việc mang Odegaard để tông hút với các tiền đạo của đối phương là một thủ đối phương. Các bạn thấy là cầu thủ này thi đấu rất sục sạo. Và dứt điểm của Odegaard. Bóng đi có độ hiểm, không căng.